Chào buổi sáng cả nhà. Khung cảnh của chỗ mình ở buổi sáng nè. Đó, đẹp chưa? Một bên là núi. Đó, một bên là thành phố, bên kia là núi tiếp theo. Sáng sớm ở đây chim quá trời luôn mọi người. Ở đây sáng sớm mình sáng này chim kêu mà gà gái nhìn cái cảnh relax lắm mọi người. Mình sửa giờ mình đi cái farm market, nó giống như chợ trái hời vậy đó. Vô đó rồi có trái cây, có gì không? Tới quầy trái cây có vú sữa nữa nè mọi người. Chôm chôm nè, chôm chôm 4 đồng 99 một thao. Vú sữa có 4 đồng 99 nè. Hãy vô like tính tiền. Thì bạn em muốn lấy thêm không? À, vú sữa 4 đồng 99. Nãy cái chị đó có nói chị đi đây hoài à, nhưng mà đi mùa này á không có trúng vô cái mùa trái cây mọi người. Thì coi hên xui của mình thì thích ăn trái cây, nhưng mà nếu mà không có thì thôi kiếm mua được cái nào thì mình ăn cái đó. Mình muốn kiếm sầu riêng ăn mà không biết có hay không đây. Đây đang get like chờ mua bò ngư nha mọi người. Xếp hàng nha. Đông, cái quầy này đông. À, anh chàng đang nướng bò ngư đó mấy bạn. Thấy chưa? Bò ngư cũng nhỏ thôi nha, cũng khoảng nửa bàn tay của mình thôi. Thì họ bỏ vô cái lò họ nướng vậy đó, 8 đô một con. À, đây cũng có anh chàng đang làm bò ngư nè. À, để mình mua thử 8 con. Vàng ở trên đó xong rồi người ta bỏ sốt, bỏ tỏi rồi lên cho mình nha. À. Can I get the 8 4 of this, 4 of this? Oh, sure. 4 garlic parmesan. 4 garlic for $56. Okay, thank you. Garlic. 56 đồng mọi người. Ở đây có cái phần này hai chục ba loại khác nhau, là nó có cái không mùi, rồi có cái mùi miso với lại tỏi, với lại cái mùi tỏi với lại bơ nha. Đây của mình nè. Đó, mới lấy ra nóng hổi luôn. Xếp hàng 15-20 phút mới tới lượt mình nha mấy bạn. Mới sạch thêm miếng tương ớt lên trên rồi đó. Bò ngư nè. À, nếu mà mấy bạn có coi cái video cũ của mình ở nhà, mình cũng có nướng con bò ngư á, cũng cỡ này thôi à. Nhưng mà bên kia thì nó không có nấu sẵn, mình bây giờ nhà mình nấu cũng bằng giá, nhưng mà bên này á thì nó nướng cho mình luôn nha mọi người. Ok, mình ăn thử thôi ha. Ăn thử nha mọi người. Hấp dẫn quá hả? Ừ, con này chưa cắt ra. Trong đi kiếm mẹ trong. Nè. Ở trong đi kiếm nâu á. Ừ, mẹ trong thì mẹ trong biết ở đây rồi. Ừ, chà. Mà trong nè. Đó bò ngư đó. Ừ, bò ngư nướng nè. Không có bò ngư. Hấp dẫn à. Xin mời mọi người. Ngọt quá trời luôn. Ừ. Ngư. Nè. Bò ngư nè. Để đây. Ngọt quá chừng luôn mọi người. Để quay rõ là cho mọi người thấy à. À. Để gì? Bò ngư nè, đã chưa? Xin mời mọi người nha. Đẩy luôn cái này vô. Đẩy luôn cái này vô. Có mẫn cầu nữa kìa, mẫn cầu nè. Mẫn cầu nè. À, mẫn cầu, nước mía, bò ngư.
quay lại bà Ngư nè, gánh lại cho lớn tới bà luôn á. Nãy bữa nay mua mấy con, 8 con hả? À ừ, 8 con ăn 10 con tỏi phi. Xin mời mọi người bắt tay luôn ăn cho ngon. Hấp dẫn quá mọi người. Ngọt. Bồ ngư, ăn bồ ngư ngọt quá chừng luôn. Lấy đi. Ăn con nào lấy. Cái vỏ bồ ngư này đẹp chưa? Quá đã luôn mọi người. Bánh mochi chiên. Mochi. Ăn thử coi. Bột gạo á, này như bột gạo á chiên nha mọi người. Mà mọi người nha, ăn thử nha. Thơm. Ngọt ngọt thơm thơm. Cam nữa. Thơm. Thơm mà mọi người. Ngon quá. Mình xếp hàng mua bò ngư ăn tiếp nha mọi người. Uống thử miếng nước mía ha. Cái này. Không muốn nước mía nha mọi người. Nước mía này nó ngọt ngọt chua chua giống như mía ở Việt Nam á, chứ không phải như là mía đường. Nước mía giống nước mía Việt Nam á, nó không có ngọt như mía đường. Rồi, uống thử coi. Ngon ha. Nó ngọt ngọt chua chua mà nó không phải là ngọt đường. Nước mía này nãy nhiêu ly? Nước mía nhiêu ly? 7 đồng. 7 đồng vậy cũng cũng ok chứ không không tới nỗi mắc. Mía quá chừng luôn. Ngon. Bào ngư tập 2. Bào ngư nè, bào ngư bơ tỏi nè, hồi nãy. Sao thùng con bơ tỏi thì nãy chưa ăn con bơ tỏi. Bồ ngư nướng bơ tỏi. Bởi vì em nãy mẹ tính mà mẹ nãy mẹ chưa ăn đó. Ok, ăn thử, em lấy con bơ tỏi ăn đi. Khoan, cái này của em với chị nè. Rồi khoan, em xin mời mọi người nha. Hết tay cầm. Bơ tỏi rồi là miso với tỏi gì cũng ngon á. Thơm quá. Thơm á hả? Bồ ngư thơm. Cái này cũng ngon mà. Có lít bơ đường ngon hơn. Còn thấy miso cũng ngon. Cái nào? Con bồ ngư nhỏ nha hả? Nãy không có xịt tương ớt gì, nước tương ha. À, tại vì bồ ngư quên. Bồ ngư, ôi tỏi đi lộn. Ngon quá, tỏi thơm. Khách không phải giờ hả? Anh ăn chưa? Rồi, tỏi trái thơm. Ở đây có ông bác ngồi đánh nhạc này nghe hay không mấy bạn? Ở bên kia đang nướng gì vậy ta? Bên kia đang nướng gì á? Nướng cái gì á? All that stuff, hamburgers, hamburger steak, braised beef, eggs benedict, big burger for example. Burger. Thank you. Nướng burger mọi người, nướng thịt burger. Vô đây mua cái crepe ăn nha mọi người. Mình mua cái crepe trái cây ở đây, nó có bán crepe mặn nữa nè. Mình mua cái crepe trái cây ha. Điêu nghệ chưa? Nóng quá, nóng, trời nắng mọi người.
quay cho mọi người xem làm ra sao ha. Mình ăn crepe trái cây, nãy ra đây nó có bán crepe mặn, crepe thịt, cá đủ thứ á mọi người. Bắt đầu cắt dâu để đã chưa nè, bỏ vô cái nhấn xuống là cắt ra nha, nhanh quá nhanh luôn mọi người. À, đây chắc đang làm bánh mặn nè, có rau, bỏ chi, nấm, bánh này của người ta chứ không phải của mình, thì mình quay thôi. Bỏ gì đây? Bò, bò mọi người. Đỏ không à? Khép mặn là người ta xếp là thành vuông nha mọi người. Khép của mình đây, cái này có dâu, chuối, rồi với lại cái đậu của Hawaii macadamia nết lên trên này nè mọi người. Ok, cắt ra ăn thử ra sao nha. Ok, cầm cắn luôn nha mọi người. Xin mời. Nó có honey, mật ong, mật ong mà của người đây nha mấy bạn. Ăn miếng đậu à, chấm miếng mật ong vô. Ngon. Cái này thèm mà từ hôm qua đến nay mà hôm qua mình quên mua. Này có ice cream nó mới ngon hả? Ừ. Mà đây không có kem. Thì kem chắc nó chảy, nó nóng quá, chảy nước. Ngon mấy bạn. Mà có gì đâu. Strawberry với banana hả? Ừ. Có dâu, chuối, mật ong với lại không? Mật ong với lại nết. Cái đậu. Đậu của Hawaii à. Đậu này mới thơm. Ừ. À. Em thích ăn Nutella. Đã chưa? Ngon. Ở đây có nước chuối là 100% nha mọi người. Nước trái ép trái cây nha. Can I get this one? Yeah. But can you not poke a hole in it? Or would you, we want to take it home? Yeah. Thank you. Pineapple 100% nước ép trái cây mấy bạn. Nè, nước của Hawaii 100% nước trái cây có $6 thôi mà cái hũ này cũng cũng to lắm mọi người. Nãy uống thử ngon lắm. Tính vô ăn đi mua trái cây thôi mà thành ra là ăn sáng ăn trưa luôn rồi mấy bạn. Cơm nấm nữa kìa. Ăn chơi thành ăn thiệt luôn. Giờ gần 10 giờ rưỡi rồi mấy bạn. 10 rưỡi sáng. Giờ đi chắc đi ra biển á. Đi ra biển giờ trời đang nắng đẹp nè, đi ra biển để đi coi coi có lặn hay gì không, coi san hô ở bên Honolulu ra sao. Ok, lên đường thôi. Từ chỗ trời trời mình qua tới đây là 1 tiếng đồng hồ nha mấy bạn. 1 tiếng lái xe lái đuối luôn, buồn ngủ luôn, ăn no quá rồi lái xe xa mệt. Mà lái tới đây rồi mọi người, cho mọi người coi biển nè. Qua biển bên này nó xanh chưa? Đó, thấy chưa? Biển nó xanh mà xanh le, xanh bát ngát luôn mấy bạn. Nhiều cũng nhiều người lắm. Đây nè. Không biết có lặn có quay được gì hay không nữa, thấy hơi có sóng. À nhưng mà ở phía trong này không có sóng nè. Chút đi ra thử coi thử coi có quay được san hô cá gì cho mọi người xem hay không nha. Đây là mọi người tới gần bãi biển này nè, thấy chưa? Cát trắng mịn, nước thì xanh mà ở ngoài kia hình như nó có một cái giống như là một cái dãy đá gì á, nó chạy ngang đây nè mọi người. Cho nên nó làm cái sóng ở ngoài thì nó lớn, nhưng mà khi mà vô trong đây á thì cái sóng nó lại nhỏ lại bớt. Nó làm không phải như tự nhiên á. Nhìn cũng hay lắm mọi người. Ở trong này không có miếng sóng luôn nè, em ru nè, thấy không, người ta bơi rồi quá chừng này, nhưng mà ở ngoài thì sóng quá chừng sóng luôn. À, hay không? Đây là Lagoon Ba nè mọi người.
mình đi bộ qua bên này để mình coi thử coi bên này biển có đẹp hơn không, để mình lặn mình cho mọi người xem. Đá đây là nhìn nó bén dễ sợ luôn mọi người. Đá này mang mà không có đồ là đứt chân đó nha. Mình mang dép nè. Không biết đây có san hô hay là có cá gì không nữa. Tại vì mình đi để mình tham khảo thử. Rồi cái gì mình mới kêu mọi người qua. Đây như thế không thấy có cá nhiều mọi người ơi. Không thấy cá. Cũng không có thấy san hô nữa. Nhưng mà nước thì trong thiệt. Nước sạch dễ sợ sạch luôn á. À có cá kìa mọi người thấy không? Ở dưới đó đó. gần sát dưới đó đó có cá đó, nãy mình mới thấy được mấy con. À dưới này cũng có cá này mọi người, mà như không có san hô thôi, nghĩ là vậy. Đây có con cua bị chết nè, chết nắng rồi nè, khô queo à. Đó thấy đẹp chưa, nước nó chảy vô đây là trong đây là không có sóng nha mấy bạn. Đó, cái đường nước chảy ra chảy vô nè, còn ngoài đó là có một cái bãi rạn đá đó. Hất giọng tràn trề mang về nhà. Nhìn biển như trong xanh vậy đó, nắng đẹp quá chừng luôn mấy bạn, nhưng mà không quay được gì hết, xuống dưới nước nó đục ngầu, nó đục giống như là nước bùn luôn vậy á. Không có thấy được gì hết, giống như mình chỉ thấy được có vài con cá thôi à. Chứ không thấy được cái gì á. Thất vọng quá. Ủa anh đứng ngay đó chụp thấy cái biển đẹp chưa? Đó, biển vậy đó. Nước xanh, nắng đẹp rồi vậy đó, nhưng mà quay không có được gì hết trơn à. Anh ơi, em đứng đây em chụp đó mấy bạn, thấy dưới biển là sao rồi đó, thấy không? Là hiểu mình nói cái gì rồi đó, không thấy được gì hết, thất vọng quá. Thôi bây giờ mình đi về đi, mình đi kiếm chỗ ăn uống, đi chơi chỗ khác. Mình vừa mới ở biển lên thì chạy tới cái nhà hàng này nè mấy bạn, Enfogo gì nè, Grill and Catering. Thì cái tiệm này cũng do người quen người ta quảng cáo, người ta giới thiệu mình tới đây thôi. Thì để mình vô trong thử rồi trong đây nó có món ăn gì ha. Đây là phía trong cái tiệm ăn này nha mọi người. Nó giống như tiệm ăn của mấy người địa phương ở đây vậy đó. Khoai tây chiên với lại tỏi này nha mọi người. Hơi dầu nhưng mà không biết nữa, nghe mùi thơm á. Xin mời. Cái nữa. Xin mời mọi người. Khoai tây chiên tỏi. Hơi nhiều dầu nhưng mà ăn thơm. Ê, cái dĩa của mình nè. Này là thịt bò. Thịt bò New York steak nha mấy bạn. Đây có cá. Cá tuna. Cá ngừ nha mọi người. Cá ngừ nướng. Có nước sốt nữa này nha. Salad nữa nè, hai cục cơm luôn. Nhìn hấp dẫn quá, ăn thử nha. Kêu dĩa bò nè. Bò terry beef. Cơm với lại nùi. Hấp dẫn chưa? À. Một bàn của mình nè. 8 phần tổng cộng với lại french fry đồ mấy loại nữa. Dĩa quá bự luôn mọi người nè. Các bạn trai một dĩa nè, thấy không? Ăn xong hết đây. Bò này đã không?
cho nó miếng curry cake này đó. Chấm với miếng sốt. Cảm ơn thử nè. Tôm không lột vỏ mới ngon. Tôm mà lột vỏ thì nó không ngon. Nên ăn được cách thì mình ăn miếng cách thì chúng tôi có kêu thêm cái squid lù âu nè, hôm qua ăn thấy ngon lắm, này kêu nữa. Thôi được nó ăn nó lấy ăn đi, đợi nó lấy thì hết rồi. Mùi ốc len xào dừa được á, giống không? Gáo ốc len xào dừa y chang như cá kìa. Thích nhiều lắm. Cá tuna chấm cái này nha, chấm thử để em tôm luôn. Con bò phụ mẹ. Con ăn không? Bò qua đây cũng nhiều quá. Có đây có nấm nữa, nấm với củ hành với lại gì nữa. Nước khoanh, nước khoanh của chung chắc được. Má là nhà. Cái này là cái ngon chưa? Cái này là cái biển. Đồ ăn ngon chứ hả? Tôm này ngon lắm. Ăn rất comment ngon á. Tình nó chưa đợi không biết. Ăn rất comment cũng ngon á chứ. Ngon. Ngon quá trời luôn. Ngon cho biết cảm nghĩ coi. Tôi ăn này ngon hơn hôm qua đúng không? Ngon hơn rất là nhiều. Này cái tiệm này nha mọi người. Enfogo Grill and Catering nha. Đó. Một bàn ăn mà có 140 đô thôi. Thấy ở đây rẻ nữa. Ai mà tới đảo Oahu này là tôi recommend là nên ăn thử một lần ở đây cho biết nha. Đồ ăn ở đây ngon. Một luôn mọi người. Ăn xong rồi còn đem về nữa nè nha, to go nữa nha. Đem về 4 hộp luôn mọi người. Giờ trời hôm nay ở đây gió quá chừng gió. Giờ đi ra xe nghe nói là mọi người muốn đi tới chợ đêm. Thì mình đi thử coi chợ đêm đó có cái gì. Rồi quay cho mấy bạn xem ha. Ok, lên đường thôi. Thất bại lần thứ hai trong ngày. Sáng thì đi lặn không coi được gì. Rồi bây giờ thì đi kiếm chợ đêm mà. Tại vì coi ở trên mạng nghe nói là ở vòng vòng ở đây có chợ đêm. Nhưng mà cái chợ đêm chỉ dành cho mấy người dân địa phương ở đây thôi. Người ta không có muốn khách du lịch biết nhiều á. Cho nên mình nghĩ nó có thay đổi địa điểm. Bữa nay mình kết thúc video ở đây nha. Nếu bạn nhớ đón video tiếp theo của mình. Chắc xin chào tạm biệt mấy bạn.